mấy cái đó mà bây giờ mà nếu mà bị trở ngại mà kiếm thằng Tùng cũng căng lắm. Mà xe của anh chiếc nào anh? Xe anh chiếc nào? Chiếc màu xanh đó hay chiếc màu đỏ? Xanh đó hả? Cô Ben hả? Cô Ben đời Ben là cũng hay. Xanh mấy? Biết ba đè của Đặng Đình Đáng. Ngày xưa tôi mới lớn lên mấy giây là vì tiếp tục ca nhạc sáng thứ bảy cho mọi người. Ban nhạc chuẩn bị chiếc này có bán không anh? Chiếc này có bán không? Thứ bảy để bán đó hả? Về chạy vòng vòng vợ thành phố hả chú? Nhưng mà nhiều tiền quá sao mua. Ba triệu. Là đẹp chiếc này đó, nó tân trang quá đẹp. Lâu sách nó chạy vòng.
Thank you.